hoàn chỉnh rồi nha cả nhà. Này mình hoàn chỉnh cái bước định hình nha. Sau này thì các chi tiết ra thì lúc đó mình mới chỉnh sửa thêm hay cái gì. Đây mình chỉnh theo cái dáng cây ha. Hiện tại thì cái khoảng giữa cũng còn hơi trống hay cái gì. Sau này là cây phát triển rồi thì lúc đó mình mới đẹp nó thêm ha. Hiện tại thì khoảng giữa còn trống ha. Nhưng mà cơ bản cây thì cũng đã có khung tàn hết cái gì ha. Sau này chủ yếu là ra thêm chi tiết rồi mình đệm thêm nó là ok ha. Thì cái nào dày quá thì mình cũng sàng lọc lại bớt ha quý vị. Sau này định hình lần 2, lần 3 thì lúc đó mình mới tính tiếp ha. Rồi rồi, tới đây thì em cũng xin chào quý vị nha. Để hẹn gặp quý vị lúc sau.